Xin chào quý vị rất nhiều. Anh bộ à? Đúng không ạ? Còn thời gian không ạ? Hát một bài, hai bài. Không làm ba bài đúng không ạ? Tâm sẽ gửi đến quý vị một liên khúc luôn. Để lâu lâu quý vị một lần, lâu lâu quý vị thấy mua lên vui như này là mình hát nhiều mới được đúng không ạ? Đồng ý không ạ? Cho nên bây giờ thì Tâm sẽ gửi đến quý vị liên khúc ba bài liên tiếp. Đó là liên khúc lần xin được mang tên Sự thật ta yêu nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.